Chào các bạn, tôi là Nguyễn Thị Thanh Thảo. Xin trở lại với bài giảng lý thuyết âm nhạc cơ bản hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ làm việc với chương 4, điệu thức và giọng. Bài trước chúng ta đã biết được rằng là chúng ta có một cái điệu thức trường, đó là đô trường, là điệu thức không có dấu hóa. Vậy căn cứ vào điệu thức không có dấu hóa, chúng ta sẽ tìm ra điệu thức có từ 1 đến 7 dấu thăng và 1 đến 7 dấu giáng. Ở từ 1 đến 7 dấu thăng thì chúng ta thấy rằng là từ âm bậc 1 là bậc chủ của đô trường đó, chúng ta sẽ đi một quãng tính một quãng 5 đúng đi lên, và chúng ta sẽ thấy vào bậc 5 xác định sẽ là giọng đầu tiên có một dấu hóa. Chúng ta sẽ xem là dấu hóa này, dấu thăng này sẽ xuất hiện ở đâu. Thứ nhất là giọng đô trưởng. Chúng ta có gam đô trưởng và chúng ta có một cái hàng âm đô re mi fa sol la si đô, và có cấu trúc quãng 2 là hai trưởng và hai thứ. Như vậy ta sẽ tính lấy bậc 5, đô re mi fa sol, sol là bậc 5, và ta sẽ lấy lên 5 là giọng son, đúng không ạ? Ta sẽ xác định giọng son trưởng trước tiên và ta sẽ lấy hàng âm của giọng son trưởng. Như vậy son la si đô re mi fa sol la son là chúng ta đã có chuỗi âm là từ son đến son. Và ở đây chúng ta sẽ lấy cấu trúc quãng 2. Như vậy son la ở đây hai trưởng, nó giống trên là đô rê rồi. La si cũng là hai trưởng, si đô thì là tương ứng với mi fa là hai thứ. Đô rê hai trưởng, rê mi hai trưởng và mi fa ở đây chúng ta thấy rằng ở đây là quãng gì ạ? Hai trưởng, nhưng mà bình thường mi fa ở đây chỉ là gì ạ? Hai thứ. Chính vì thế nốt fa này sẽ phải thăng lên một nửa cung để tạo nên một cung ở giữa mi và fa và co lại khoảng cách giữa fa và son. Như vậy dấu hóa đầu tiên sẽ xuất hiện ở bậc 7 của hàng âm. Tiếp tục chúng ta sẽ thấy rằng là nếu ở đây đáng lẽ chúng ta sẽ ghi nốt fa đúng không ạ, nhưng ở đây người ta sẽ ghi dấu hóa đầu hóa biểu, người ta ghi dấu hóa đầu biểu. Vậy đây nốt fa này đã được thăng. Tiếp tục chúng ta sẽ thấy rằng là tìm tiếp bậc 5, son la si do re. Như vậy ở đây bậc 5 lại là nốt gì ạ? Nốt re, và ta sẽ tìm tiếp giọng có từ 2 đến 7 dấu thăng. Từ giọng có một dấu thăng, chúng ta sẽ tìm giọng hai dấu thăng. Như vừa rồi tôi nói là chúng ta đã tìm ra re. Re là gì ạ? Là bậc giọng tiếp theo. Xác định điệu thức trưởng và căn cứ những điều như vậy thì người ta dựa vào re mi, mi fa, fa thăng đã giữ lại đúng không ạ? Fa thăng giữ lại, và chúng ta thì fa thăng son là tự nhiên, như là từ giọng son trưởng với giọng đô trưởng. Và tiếp tục ở bậc 7 lại xuất hiện dấu hóa thứ hai. Như vậy là dấu hóa đã được tích hoàn toàn ở trên đầu khóa biểu. Chúng ta đã có giọng gì ạ? Rê trưởng. Như vậy tiếp sau rê trưởng ta có giọng gì đây? Rê mi fa son la, và đây là giọng la trưởng. Sau giọng la trưởng la si do re mi, chúng ta có giọng gì ạ? Từ đây cũng hàng âm mi và chúng ta có mi trưởng. Tiếp tục giọng mi trưởng, sau giọng mi trưởng bốn dấu thăng là chúng ta có tiếp tục gì đây ạ? Mi fa son la si, chúng ta có giọng có 5 dấu thăng là giọng si trưởng. Như vậy si do re mi fa, các bạn lưu ý ở đây chúng ta thấy rằng đây là bậc fa, fa này nó đã bị hóa rồi, cho nên là bản thân nó sẽ kèm theo gì ạ? Fa thăng trưởng, có nghĩa là fa kèm theo sự hóa và trưởng, fa thăng trưởng. Và đương nhiên rồi fa son la si do ở đây cũng sẽ là gì ạ? Do thăng thăng trưởng. Như vậy ta đã tìm được giọng từ 1 đến 7 dấu thăng. Đó, từ giọng trưởng 1 đến 7 dấu thăng. Như vậy, từ giọng đô trưởng là giọng không dấu hóa, theo hướng cõng 5 đi lên ta tìm được giọng mới là giọng son trưởng. Có một dấu thăng xuất hiện ở bậc 7 của giọng. Như vậy, chúng ta thấy rằng là cứ như vậy, từ giọng son theo hướng cõng 5 đi lên lần lượt ta có các giọng từ 1 đến 7 dấu thăng. Chúng ta cùng quan sát xem tổng hợp lại cái phần xuất hiện của 1 đến 7 dấu thăng. Chúng ta có từ đô trưởng, son trưởng sang rê trưởng, đúng không ạ? Đô rê mi fa son, son la si đô rê, rê mi fa son la là si đô rê mi fa son la si, si đô rê mi fa và son la si đô. Như vậy ta có giọng từ 1 đến 7 dấu thăng.
Như vậy ta sẽ có từ giọng từ giữa tức trưởng từ 1 đến 7 số sáng. Tưỡng bậc 1 là âm bậc chủ và theo hướng quãng 5 hạ áp, ta tìm ra ở bậc hạ áp ta sẽ tính là quãng 5 đi xuống. Ta sẽ tìm được bậc 4 của điệu thức. Bậc 4 này sẽ là giọng thứ có một số sáng đầu tiên. Giọng ta sẽ lấy làm âm chủ của giọng đầu tiên có một số sáng. Đây, ta nhìn xem giọng đô trưởng. À, ta cũng thấy là à đô si la son phà theo hướng quãng 5 đi xuống, ta lấy bạn đến chỉ là bậc 4 thì ta sẽ có giọng pha trưởng. Đó. Và giọng pha trưởng này các bạn quan sát này, ở đây là gì? Cấu trúc quãng 2 điệu thức trưởng ta đã biết rồi. Như vậy là đô rê ở trên này thì ở đây là pha son một cung, son la một cung. Và la si ở đây ta thấy rằng nó là một cung, như vậy khi chuyển xuống đây mà nó yêu cầu là quãng 2 thứ cho nên ta phải gì ạ? Giá âm si xuống một nửa cung. Giá âm si xuống một nửa cung ta sẽ có gì? Hai thứ. Và si giáng đô sẽ là gì ạ? Hai trưởng. Hai trưởng, hai trưởng và hai hai thứ. Như vậy ta thấy rằng là sao? À, dấu sáng đầu tiên xuất hiện ở bậc mấy ạ? À? Bậc 4. Bậc 4 của điệu thức. Từ gì ạ? Pha, ta sẽ tính xuống là pha mi re đô si. Như vậy ta sẽ có giọng thứ hai, giọng có hai dấu dáng đó là si và ta sẽ lấy là si si dáng đúng không ạ? Đầu tiên ta có một dấu dáng là si dáng. Si dáng đô là quãng hai trưởng rồi, đô rê và tiếp tục gì ạ? Re mi bình thường là hai trưởng, bây giờ mi dáng xuống để phù hợp với cấu trúc quãng hai thứ ở đây ở vị trí giữa bậc 3 và bậc 4 thì ta có mi dáng và đương nhiên mi dáng pha và sẽ là gì ạ? Quãng hai trưởng. Pha son son la ở như đây là âm bậc 1 cho nên nó sẽ là dáng đồng nhất. Như vậy là la si dáng là nửa cung. Như vậy ta dấu hóa sẽ tiếp tục xuất hiện ở bậc 4 của điệu thức. Và ta lại tiếp tục xí la son pha mi. Các bạn thấy luôn là bậc 4 của điệu thức của bậc bản thân nó sẽ là gì? Tên gọi của giọng mới và xuất hiện thêm một dấu hóa nữa. Đúng không ạ? Đó ta thấy ra ở đây là gì ạ? À xí la son pha mi. Mi bản thân nó là gì ạ? À, mi bản thân nó là đã bị hóa đúng không ạ? Khi nó xuống đây và nó được cộng thêm một dấu hóa bậc 4 này nữa. Như vậy chúng ta thấy rằng là khi mà xuất hiện dấu hóa mới thì nó sẽ lấy ngay cái tên gọi của dấu hóa vừa xuất hiện để đặt tên cho giọng mới. Đúng không ạ? Chúng ta thấy dấu hóa trên này là gì? Mi thì xuống giọng mới nó là mi giáng trưởng. Và mi giáng trưởng này sẽ xuất hiện thêm một dấu hóa nữa ở bậc 4 của điệu thức. Đó. Si dáng trưởng ở đây các bạn lưu ý nhé là chúng ta đã sử dụng sang ký hiệu dấu dáng cho nên là chữ B này sẽ đồng nhất với lại dấu ký hiệu dấu dáng cho nên là ở si thường thì người ta sẽ dùng dấu H và si dáng ta sẽ sử dụng B này và không kèm theo mũ dáng nữa. Ở đây tiếp tục ở đây chúng ta sẽ có là mi dáng trưởng từ mi đây chúng ta mi re đô si là và ngay cái bậc này chúng ta thấy rằng là ở bậc 4 của nó vừa xuất hiện dấu dáng thì nó sẽ là la dáng trưởng. Ở đây tôi không sử dụng ký hiệu ở từ ở nốt nữa mà sẽ sử dụng hết dấu hóa ở đầu khóa biểu. Đấy, dấu hóa đã được đặt ở khóa biểu. Cái cấu trúc quãng 2 đương nhiên rồi, các bạn thấy rằng là ở đây có si mí là rê, si là mí rê là bốn dấu dáng. Và tiếp tục như vậy. À, đây là la dáng trưởng các bạn nhé. Và tiếp tục chúng ta sẽ có gì ạ? Sau la dáng trưởng lá son. Pha mi re dáng trưởng đúng không ạ? Sau re đô si la son dáng trưởng đó và son pha mi re đô chúng ta đã có gì? Đô dáng trưởng là từ 1 đến 7 dấu dáng. Chúng ta đã tìm ra giọng điệu thức trưởng có từ 1 đến 7 dấu dáng. Và các bạn lưu ý là tôi sẽ tổng hợp lại là từ đô trưởng là giọng không dấu hóa theo hướng quãng 5 đi xuống. Ta đã tìm được giọng mới là giọng pha trưởng có từ một dấu dáng xuất hiện ở bậc 4 của giọng. Tiếp tục từ giọng pha trưởng theo hướng quãng 5 đi xuống ta sẽ lần lượt tìm được các giọng từ 2 đến 7 dấu dáng. Đấy, đô trưởng, pha trưởng, si dáng trưởng, mi dáng trưởng, la dáng trưởng, re dáng trưởng, son dáng trưởng và đô dáng trưởng. Các bạn lưu ý nhé, ở chương 1 chúng ta đã nói về các ký hiệu âm thanh. Đó là gì ạ? Với dấu thăng thì kèm theo IS và với dấu dáng thì chúng ta kèm theo ES. Tuy nhiên với dấu dáng ở có hai nguyên âm A và E là hai nguyên âm rồi chúng ta sẽ xóa đi những nguyên âm kèm theo S này là ES là sẽ lược bỏ đi. Thì ở đây là sẽ chỉ là E và S và A và S.
Bạn lưu ý nhé, với dấu dáng thì chúng ta sẽ không kèm theo toàn bộ cái ký hiệu dấu hóa, mà trong cái keo ký hiệu dấu hóa nó có cách xử lý khác nhau. Nhưng các bạn lưu ý ở đây nhé, tôi vẫn nhắc lại là với dấu dáng chúng ta có rất nhiều cái ký hiệu không đồng nhất, như là ở dấu thăng thì chúng ta có thể là các điệu thức trưởng và chỉ có gì pha thăng trưởng và đô thăng trưởng kèm theo is thôi. Nhưng với dấu dáng thì ngay từ giọng thứ hai chúng ta đã bị hóa rồi, âm bậc một đã bị hóa rồi, và âm giọng có một dấu thì lại không bị hóa. Từ giọng thứ hai thì là bản thân âm bậc một đã bị hóa rồi, và tất cả tiếng gọi của điệu thức sẽ kèm theo sự hóa, cho nên các bạn phải lưu ý điều này nhé. Bài giảng tôi xin phép kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy nhấn subscribe để ủng hộ cho kênh và được nhận được video mới sớm nhất. Xin trân trọng cảm ơn.